thành bông bông ấy. Lên đây nó lại lên được tí tí này nó không đủ. Cá tỏi này để thế này không đảm bảo à. Cho vào đây
Đẹp thế. Con đi đến trường có vui không? Giờ thích đi học rồi phải không? Con thử hát một bài lớp của con hát đi. Hát đi. Đi đường nhé. Đi con nói nhanh.
đi con. Ô, đi kì bác ơi. Cái gì đấy? Ai lấy vào cho mình đấy? Thế con đi đi. Đi vào xem nào. Bác ơi. Thế là ai lấy được cho đây? Câu cá của mình ấy. Cá. Tháng trước bác vừa mua. Mình chưa ăn hết. Bác ơi. Con đánh ra đi. Dép mua dép. Thích không? Mua cho con là thích. Dép đá bóng đây. Thích không? Để con lên nhà thử dép. Xem cho có đấy. Chậu cả hai cái. Trên. Đấy. Sáu và trên là có vừa không? Đoán thử xem có vừa không? Vừa. Được không? Vừa được. Ấn vào cái nào? Đâu? Ui, đẹp thế nè. Đẹp thế. Đấy. Bác mua cho con nè. Bác mua cho con đây. Để con đi học à. Thích chết. Con lên nhà lấy vào nhà đi đi. Anh bảo vào vườn đi.
cơm đi. Con ăn cá nhé. Đây, để đây xong lấy xương ra cho nhé. Nhiều xương chưa? Dạ, ăn đi. Cẩn thận nhé, xương lắm đấy nhé. Đấy, ăn đi con. Con xem nhé, lấy xương này bỏ con bỏ ra nhé. Đấy, con ăn. Nhiều xương lắm. Đấy, con ăn đi. Bác lấy ra cho con. Cái này chắc đủ cái bàn không nhỉ? Khả năng đủ đấy. À, 2 tấm 60 này là chắc đủ rồi. Đủ rồi. 30, 32 tấm đủ 60 rồi. Rộng 60 nữa. Rộng 60, dài cho em tầm 1m, 6m7. Dài 1m70. Em đi để cao cái tủ với em. Cao thêm tầm 60 đi. Anh xem cái tầng trên là anh dùng cái gỗ cái ván này cho em làm cái mặt phẳng nhé. Xong là mặt ván. Vâng, ở bên dưới là làm cho em hai tầng làm anh bong ấy ra bong thành thanh ra xong là làm để em để đồ ấy, để nồi niêu xong cháo ấy. Hiểu rồi, kiểu hai tầng đi, hiểu không? Dưới để đồ trên là mặt bàn đúng không? Đúng rồi. Anh giúp em đi nhé. Rồi.
Kiểu gì thế? Ê, ê. Ăn cái bàn lên à? Thật con nhé. Con vừa đi học về. Em vừa lấy cái bàn lên. Chị vừa đi làm về. Lấy bàn lên. Để đồ ấy, lấy bàn lên để đồ ấy. Để cơm á. Để cái súng kia, đồ ấy. Đẹp ấy. Đẹp không? Thơm ấy bố. Bố vừa lấy phun nông lấy con nông lửng lấy nhé. Cái này lúc nãy vừa làm xong mà. Lúc cái bố một tuổi làm xong rồi nhé. Chị em mở lấy cái bàn lên đổi cái chỗ này này. Cái chỗ này cũng được mà. Thế nó yếu quá. Này. Chờ mấy nữa này đổ này làm cái tủ vớ. Tủ này tủ kính dây vớ. Dạ, bố đây. Bố làm nào được. Thay thì cắt phải cắt đi à? Mình cắt đi xong là cho cái kia xuống. Lấy cái bàn này vào đuổi. Bố ơi, con lấy mới này. Con lấy mới này. Thế á? Đẹp thế, bác vừa mua cho con này. Vâng. Đẹp thế nhỉ, dép có quả bóng này. Đẹp thế. Thích thế nhỉ? Có cả ngôi sao nữa. Nhiều ngôi sao nữa. Nè. Hai quả bóng. Áo cũng có quả bóng luôn. Quần cũng quả bóng luôn. Thích thật nè. Học con số để bố làm cái này cho bác nhé. Thế bây giờ làm gì được nhỉ? Bây giờ mình phải tháo cái này ra hết rồi. Xong rồi cắt mấy cái thanh ở dưới này đi. Bỏ cái này xuống. Xong rồi mới cho cái bàn này vào được. Dạ, con ra đấy để bố làm đi. Bố. Gì đây? Nhấc lên đi. Con hầu bác chuyển thế này đi con này. Để đây này con ơi. Con để nhẹ thôi con. Con cất đi cái đấy không mệt nhé. Ừ.
Chị có cơ em mượn đấy cơ. Bên này chắc là hai hòn nhỏ được rồi. Con tránh ra để bác quét với con này. Hôm nay đi học cô giáo có dạy hát không con? Thì con hát cho bố nghe một bài em nào. Con cô giáo dạy bài gì? Bài Vân Trạng Giao Thông. Dạ, thì con hát cho bố nghe cho nào. Không nhớ được à? Con gì đấy con? Con gì đấy? Siêu nhân gì? Siêu nhân ấy. Nào con xuống để bố với bác khen cái này vào nào. Bác, bố với bố. Con xuống đi. Bác với bố bé con khen con. Khen con ở trong đấy. Con á. Tí con rơi đấy. Thích lắm á. Thích á. Nào, thấy con ngồi cẩn thận nhá. Rồi em biết rồi nhé. Đây vào một tí nữa nhỉ. Đó. Em bên trong thấp hơn. Mấy cái này kia. Nào con xuống đi. Con xuống để bố ấy nè. Ôi trời ơi, yêu nhau cãi. Bố. Vì bố đang sửa cái này này. Làm gì con? Đây cầm cái này nữa. Được cái này để bố. Con tránh bố nào.
chị dọn luôn nhé, em về đây muộn rồi, tối chắc tối rồi. Uống nước đã. Thôi rồi, để khi khác em về thôi. Tối rồi ăn cơm em về. Rồi thôi em về thôi, tối tối bây giờ rồi. Bố về nhé con này. Em cảm ơn nhé. Vâng, không có gì đâu. Bố về nhé. Con ở nhà bác công an nhé. Để bố đi cái, con cái. Bố về nhé. Bố lên chơi con nhé. Vâng. Con chơi đi. Bang nào, bang nữa nào. Bang nhé. Vâng. Anh về đây kia. Anh về nhé. Bang nhé. Cảm ơn bố nhé. Làm xuống để bác làm nào mà văng về được đi. Làm con nữa rồi đi. Robot. Cái gì kìa? Con gì đây? Robot. Đi con đi. Tròn đấy, quả nào cứng cứng. Quả này cứng. Cho lên trên. Đây là xoài ấy. Quả này mềm quá. Quả này mềm đấy. Con đang nghỉ một tí đấy. Ăn dưa. Không dùng dao nữa.
Ăn đi. Ngon lắm. Lên đây ngồi nè. Cái này chị lấy ở tận dưới kia về. Vâng. Nặng thế này sao mà lấy về được? Làm như nào lấy về? Vác về thôi. Vác không vác nặng mấy đâu mà đi được mà. Đằng qua nó không cần. Xa như thế. Qua nó không cần gì. Để em giúp chở đi. Lấy lên xe em chở đi. Xe để thế nào được? Cái này chắc để trồng lên đây xong là để một bên nó xuống gác ba ga này xong là đi được. Thôi để em gác vác thôi. Để em giúp. Nặng như thế bao giờ mới lấy về thế nào được. Nào con tránh bố nào con này. Để bố giúp bác lấy cái ống này về nào. Con treo vào đi, cái này bố mua bánh cho con mà. Tí về nhà ăn nhé. Treo luôn à? Đi được. Để em đi trước một tí nhé. Anh cứ đi đi. Mệt không? Mệt. Để đây chị.
dưa đây, dưa tí nữa rửa đó nhé. Bóc được không? Để bóc cho con này. Con uống đi. Uống đi. Này kẹt nhau cái. Ui, đồ ngon quá. Được rồi, bây giờ bác cho con. Nhá. Uống đi. Con uống đi. Bố để cho con mà. Con uống đâu. Bố để cho con nhá. Đây, bố để đây cho. Bố. Ừ, để bố làm nhá. Bố làm gì ấy? Bố. Cầm cầm. Ừ. Cái nó được không? Chắc được. Mà bác đẩy đi. Đấy à. Giờ con giữ cái này nhá. Bố em đi ấy. Giữ cái bố để bố cầm nó này. Rồi được rồi. Con giỏi quá. Rồi con nhá. Bù cái này vào. Con đi theo theo đây. Ra đây nhá, ra đường này ra đây. Đi theo đây. Nhanh lên nào con nhé. Mệt không con mệt đâu. Ra đây chứ con không phải kéo vào đấy đâu.
nặng không? Ở đi đây. Nhớ đi ra kia đi. Đi ra kia. Mình đi xa lắm. Yếu thế, không lên được đâu. Cao quá nữa không lên được. Thấp nó lên được. Cái này nó cao quá không lên được. Về đến đây là được. Kéo lên một đoạn là không lên được. Trên cao quá. Nó không kéo lên một được. Lần nữa xem. Được không? Kéo đi một tí. Lên đây nó lại lên được tí tí này nó không đẩy lên được đâu. Nó lên còn lên dốc nữa cơ. Cái này chắc tính cách khác rồi. Cái này chắc làm các thiết kế làm cái khác rồi. Cái này không lên được. Tối không về đâu. Chắc phải cất ống đi chứ nhà để cái này sẽ mất. Thôi kệ nó để mai xem thế nào. Không lên được. Mình cao quá nhà. Tối thì em về đây. Để mai em lại lên giúp. Vâng, mai muốn lên giúp với con nha. Không có gì đâu. Chỉ về nước lại không dẫn lên được. Mai bố lại lên nhá. Con mai bố nè. Nhá, mai bố lại lên giúp nha. Thế em về đây chị ơi. Bố về nhá. Thấy cái này được rồi. Được cái này được rồi. Để cắt cái nước này vào cái này.
trước thì vẫn thấp lắm. Này có gì này, đắp cái này vào cho nó nước nó ấy ra bên kia. Chắc lên được rồi. Đây nữa sao? Đắp phát là chỗ này khô luôn. Điền thật nhé chị ơi. Chơi luôn đấy.
thoải mái các lên được rồi. Quấn hai cái. Không bóc cơ kéo lên trên kia đấy. Nào con không được làm như thế thì nó bắn vào mặt mọi người kia đấy. Rồi về đến đây là ít lắm rồi nhá. Không biết lên được nhà không. Đợi đứa về không đấy con, không biết lên được không ấy. Con lấy chổi hứng ấy, người ướt đấy hả? Không biết con lên được không này. Để cào quá. Bề đến dưới này rồi. Con bị ngã, rất chết rồi. Đi cẩn thận nó chứ. Con ơi. Dạ. Nước lên đến đấy chưa? Còn chưa. Cao quá nó không lên được nhỉ. Mẹ thất cao quá. Để bố ơi, con cầm trâu để bố hạ xuống dưới xem nào. Về đến dưới này rồi. Cẩn thận nó ngã con nhé. Không lên được. Không lên được. Không lên được ấy. Cao quá ấy con. Thử kéo xuống một tí nữa xem. Cao quá con ạ. Đây cao quá. Nào để kéo kéo xuống. Kéo xuống dưới này mình cản đấy chứ mà. Đến đây ít ít này. Đây về ít này. Nó không đẩy lên được, nó có về ít thế này thì không lên trên nhà được. Ít quá. Về ít quá. Cái này. Cá. Ừ. Cá. Thích không? Nước có thích không? Con thấy này cho đây. Nhưng mà lại không lên đến nhà được. Này chắc phải
hạ xuống ở đây xong là lấy phi về chứa nước ở đây thôi để đánh cho gần. Đây nó về nhiều hơn một chút. Lấy lên cao một tí là nó không lên này, nó về ít thế này là không được đi. Cái dùng tét thôi. Dùng phi hay dùng cái gì chứa. Về đến đây không? Chắc dùng phi về chứa thôi chị ạ. Để em đi xem, đi lấy một cái phi về chứa. Có phi ở đây cho chị, đi cho em xin một cái. Chị em đi. Ít phi chứa. Đây. Cho vào cái thang.
rồi. Đây, đi về thay quần áo đấy. Con không cài rất gì đâu. Giờ con không dịch chậu ướt nhé. Con phải cài vào chứ. Con cài vào cho nó. Cho bác xem nào. Cài không? Ui! Trời chết! Con đứng ở đây thôi. Con xuống đây. Nước đây rồi. Thích không? Nếu mà được bên nhà được thì... bên nhà được thì... nên đến nhà được thì nhà mình sướng quá thì... Ngái con ạ. Bác ơi, bố đi đâu rồi? Bố đi về dưới kia đánh cái gì chứa nước ấy con. Đây con lấy cái này về nhà. Bố, bác ơi, cái tôi về. Thank you.
cái này 8 triệu. Mai lấy test xong. Con giúp bác xách nước nha, nước về gần rồi nha. Con đừng có cứ ở đây. Xách nước lấy cây. Rồi. Thế được không? Cái này để chứa ở đây làm cái gì? Mày lấy cái tét thôi này không? Vâng vâng. Anh hai đi vào anh nhé. Vâng vâng. Vâng vâng chị. Này chị ăn bánh này chị ơi. Đấy, ăn bánh. Đi. Anh ăn đi. Ăn đi ăn đi. Con ăn chuối à? Đây cho này. Để bố lấy cho nhá. Chị ăn đi. Ăn. Con có ở đây rồi. Con có về. Đấy, cho bác ăn đi. Con lấy cho bác đi. Đấy, giỏi thế. Ăn chuối chị ơi. Ăn, ăn chuối. Ăn các bố làm thích tụi con mà. Đúng rồi. Bố làm cho con lâu rồi. Ăn này, chuối đi. Này, đúng rồi. Xin chứ. Đây con uống. Con uống ba. Đây. Giờ đi gánh nước gần hơn tí thôi. Và cũng cảm ơn anh đã đến giúp đỡ hai bác cháu hai hôm. Bố biết con sợ cắn rồi. Ăn đi. Con sợ cắn rồi. Con gì cắn? Con sâu. Thế á? Sâu đâu? Đây con ngồi đây. Con ngồi đây đi. Đây con sâu ăn này. À thế á? Con ngồi đây cảm ơn bố đã hộ mình cắm nước ấy. Con cảm ơn bố. Ờ, bố nhiều nha. Bố có giúp được gì đâu nhỉ. Không có giúp được gì cho bác cả. Ăn đi chị ơi. Ăn đi. Ăn chuối.
ơi. Ở đây. Bác về rồi. Có ít nữa. Đấy, thích không? Có chưa hết. Rồi. Bác, con cô bé. Con cô bé bác vừa lấy nhiều ấy. Thích không? Ai chắc nó vào đây. Bắt con cua tiếp. Con cua này, cua này ở đây này. Trần ra cho bác ơi. Bác ơi. Đây có chắc này. Đây con xong rồi lấy con bắt con này. Có này nó không. Tôi thấy con cua đây rồi. Mọi người lúc cái mình con nó nhiều á là phải đi đâu rồi qua đây 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 nè bắt đi bắt đi bắt đi. Con cua này. Con lấy con to sang bên chậu bên kia kìa. Con lấy chậu bên kia đi. Đây. Đây. Đây đây. Nhìn con cua đây. Bắt con. Chú ơi. Với xe cho con này. Anh mua xe đặt cho nó. Vâng. Đây này. Tiêu. Này. Con ra xe đi. Thích không? Con biết đạp không? Thích không? Nào. Xe nhỉ? Rồi con ngồi lên trên này đạp chứ. Đấy. Thế đạp. Chân này đạp xuống. Con đạp như thế nào con này? Để đến như thế này. Đấy. Chân này đạp đi. Đấy. Mắt nhìn đi phía trước. Không được nhìn xuống lốp xe. Đấy. Không là con không nhìn thấy đường đâu. Con mà nhìn đi phía trước chứ. Đấy. Chân thì đạp. Nhìn con nhìn vừa nhìn chân vừa đạp chứ. Nó mới đi được chứ. Thích không? Cẩn thận ngã con. Thích không? Quay lại à?
bàn. Nhìn đi phía trước. Nào về đây với bác nào. Đi với bác. Đây đây. Con phải nhìn đi phía trước chứ không nhìn không lúc. Nào đi vào đây. Nhìn. Con đạp đi bác đi. Mắt nhìn đi bác đi chứ. Đây. Nhìn đường chứ. Nào đạp. Tát mặt. Nhìn bác đi, nhìn đi bác đi chứ. Ôi, đến bác rồi. Ôi, đến rồi. Ôi, đến với bác rồi. Chị mai làm gì chị? Vừa đi xúc cá về. Vừa đi xúc cá về. Có được nhiều không chị? Được ít thôi. Thích không? Được. Hát to đấy chị. Thích nhỉ? Có được mấy con này đâu. Sướng thật đấy. Ô, nào nào đi nào. Đấy. Còn cá ngon đấy nhỉ. Con là ngồi xuống con nạt đi. Đây. Con ngẩng đầu lên. Ừ. Mắt con phải nhìn đi phía trước đi. Chị vừa đi xúc về. Vâng, em vừa đi xúc về. Vừa về đến nhà mà. Con mắt nhìn đi phía trước đi. Con cái này thẳng thẳng đi chứ. Đây. Thẳng tay lên. Nhìn con nhìn đi phía trước đấy. Đấy đúng rồi. Thẳng tay lên chứ cầm đi. Thật nhá. Đạp mạnh vào. Con đạp ngược rồi. Con đạp ngược rồi. Con thẳng tay lên đi thế này nó mới đi được chứ. Đây. Đấy. Con phải thẳng tay lên nó mới đi được. Đạp đi, con nhìn thẳng đi đi kia. Tay thật cứng nào. Đấy. Đạp. Ủa, con nào đây à? Con phải đạp đi. Đấy, đạp. Xong mắt nhìn đi phía trước. Đấy, sao thì đi rồi. Đạp mạnh vào. Chân là cả hai chân đều đạp hết chứ con. Con đạp ngược thôi, không phải đạp ngược con. Đấy, chân này đạp. Chân này đạp đi tiếp, đạp. Chân bên kia đạp tiếp, đạp mạnh đạp nào. Đạp đi, không được đạp ngược nhé, đạp mạnh đi. Mắt nhìn đi phía trước chứ con. Đấy. Đấy. Tay con đừng bó phanh nhỉ. Đấy, bỏ ra, đừng có cầm phanh. Đấy, đúng rồi. Mắt con nhìn đi phía trước đi. Đạp đi, đạp mạnh nào. Đạp đi. Con đạp ngược rồi. Không lên dốc được à? Đạp đi, đạp nào. Con cứ đạp mạnh đi vào đây nào. Con khỏe lắm đấy. Đạp. Không lên được rồi. Nào. Con đạp mạnh nào. Đâu. Đạp đi. Con đạp mà khỏi mạnh mà cơ. Mắt nhìn đi phía trước đi. Ấy. Con giữ được thăng bằng à? Thật nhé con nhé, tay cầm đi, nhìn về phía trước này đi chứ. Không đạp được. Đạp mạnh vào đi. Nào.
ăn nhé. Vâng. Đạp ra đây. Quay về đây. Đạp ra thôi. Đây này. Được quá. Khô quá chị nhỉ? Vâng, đây khô lắm. Nước ở bên nhà mình còn về không chị? Đó. Cái này có cái ô rồi. Để em đi gánh. Cứ đi. Thời tiết này khô quá nhỉ, dâu cũng không mọc được. Giờ cái này khô lắm, không đủ nước để tưới. Gánh nước xa này thôi mà gánh đủ thì tưới nước lâu rồi. Nhiều hết rồi. Nơi không có nước nữa.
bác không là giờ có quả đấy. Nó có quả bé đấy. Đang mọc để thêm mầm nữa. Hôm nay mà ra quả sai quả ăn không hết rồi. Ra hoa rồi, ra hoa rồi. Thank you.
cơm tối đây nữa. Thôi em về luôn rồi. Tối rồi. Bố về nha. Bà được cái này. Thôi bố đi về nhá. Tối rồi. Bố ở trên cười con. Để mai bố lên nhá. Nào bố lên nhá. Bố ở trên cười con đi. Nào bố ôm một cái nào. Bố về nào. Bắt được con rồi. Em về đây kia. Ê, anh xách mấy con cá về ăn. Thôi chị, để cho hai bác cháu ăn đi. Thôi em cùng lấy đâu. Lấy đi. Để cho hai bác cháu ăn đi. Em về luôn đi. Bố về nhá. Con lấy đi cho bố. Thôi để cho con mà. Anh cứ lấy đi về. Con đi về đi. Bố không lấy đâu. Để cho con với bác ăn nhá. Nào. Cầm về đi. Này, để cho con với bác ăn rồi. Cầm về ăn. Có nhiều đấy chị ơi. Có mấy con rồi. Để em xin nhé. Đi đâu? Con em về đi. Yêu bố cái nào. Đáng nhé. Em xin nhé chị ơi.